Còn bây giờ cùng Vi được trở lại với trường quay của Cà Phê Sáng, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục thời tiết quen thuộc để xem ngày hôm nay thời tiết như thế nào để cho chuẩn bị cho một ngày mới thật tốt nhất. Xin mời biên tập viên Hạnh Quyên ạ. Vâng, xin chào ngày mới anh chị, chào tất cả quý vị khán giả. Với Bắc Bộ thì hôm nay trời vẫn tạnh ráo cả ngày. Tuy nhiên thì sáng sớm trời vẫn khá là lạnh. Chúng ta cần mặc thêm một chiếc áo khoác khi mà đi ra ngoài. Còn với Nam Bộ thì quý vị cần phải lưu tâm đến hiện tượng mưa dông về chiều tối. Ngay sáng sớm thì chúng ta vẫn yên tâm đi học hay là đi làm bởi là trời không mưa. Như tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể thấy là trời nhiều mây, hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ hiện tại là 27 độ, khá dễ chịu. Đến trưa và chiều thì trời vẫn có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 33 độ. Thế nhưng mà về chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện và duy trì cho đến buổi tối. Dự báo với lượng mưa hàng chục mm trong vòng 1 giờ đồng hồ thì rất dễ xảy ra các hiện tượng ngập úng ở các tuyến đường trũng thấp. Quý vị cần phải cảnh giác với những tuyến đường dễ bị ngập ở thành phố Thủ Đức như là Quốc Hương, Thảo Điền hay là Đỗ Xuân Hợp. Nếu buộc phải đi qua các tuyến đường bị ngập thì quý vị chúng ta cần phải lưu ý. Với xe số thì duy trì ở mức số 2 bởi vì số 1 rất dễ bị thốc, số 3 và số 4 thì lại không đủ lực. Còn với xe ga thì giữ ga ở mức lớn để tránh cho nước không tràn vào pô xe và quạt gió. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả đến với phần dự báo chi tiết ngay sau đây. Thị xã Sapa hôm nay không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay trời như mùa thu, sáng lạnh, trưa chiều hứng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Thủ đô Hà Nội dự báo trời lạnh trong 2 đến 3 tiếng nữa, đến trưa chiều giảm mây, chuyển nắng, nhiệt độ tăng lên 28 độ, khá dễ chịu. Thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn có lúc mưa rào, mưa mang đến cảm giác dịu mát, nhiệt độ không quá 28 độ. Hội An hôm nay cũng mưa rào bất chợt, nhiệt độ trưa chiều khoảng 27 độ. Thành phố Đà Lạt mưa dông về chiều tối, ngày nắng bay đan xen, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Thành phố Cà Mau thời tiết trong ngày cũng có nắng, 31 độ, sau 14 giờ có mưa rào và dông.